Chào buổi sáng, trưa, chiều, tối các bạn. Mình là Châu và chào mừng các bạn đã đến với channel Toàn Là Sách của mình. Như đã hứa thì ở trong video lần này chúng ta sẽ cùng giải đáp một câu hỏi ở trong cuốn Vụ án mạng ở nhà khách núi Hakuba. Đây là một câu hỏi mà mình nghĩ là nhiều bạn chắc cũng như mình, kể cả khi đã đọc xong cuốn sách này thì cũng vẫn chưa hoàn toàn hiểu được hết cái ý nghĩa của cái câu hỏi đấy là gì ấy. Và đó chính là câu ai đã giết Cock Robin hay là ai đã giết chim cổ đỏ. Và cái câu hỏi này thì nó được xuất hiện tổng cộng 2 lần ở trong cái cuốn truyện này. Lần đầu tiên là ở phần mở đầu, ngay trước phần mở đầu thì đúng hơn, ai đã giết Cock Robin là ta chim sẻ nói. Và cái lần xuất hiện thứ hai là ở cuối cuốn truyện, trang 333, ngay trang cuối luôn. Cái manh mối duy nhất mà bác Kego để lại cho chúng ta biết đấy là cái câu hỏi này nó cũng ở trong một cái bài đồng dao thuộc cái chuỗi bài đồng dao mẹ ngỗng. Nghĩa là nó cũng giống như những cái bài đồng dao mà đã được nhắc đến ở cái cuốn truyện này, như là Jack và Jill, rồi Cầu London và Humpty Dumpty. Tuy nhiên thì khác với những cái bài đồng dao mình vừa kể trên thì cái bài đồng dao ai đã giết Cock Robin này không được bác Kego giải thích rõ ràng cái ý nghĩa. Vậy thì cái ý nghĩa của nó là gì? Vai trò của cái bài đồng dao đấy nó liên quan như thế nào với cả nội dung của cuốn sách này? Thì mình nghĩ đó là một cái câu đố, mà một cái mật mã mà bác Kego đã để cho độc giả tự khám phá. Cái bài đồng dao ai đã giết Cock Robin ấy thì như mình đã nói lúc nãy là nó thuộc chuỗi cái bài đồng dao mẹ ngỗng, là những cái bài hát ru dành cho trẻ em rất là phổ biến ở bên Anh và cũng như ở trên toàn thế giới. Nói chung là mình nghĩ là ai cũng đã ít nhất một lần nghe những cái bài hát này rồi, chỉ có điều là kiểu các bạn không để ý thôi. Và vì thế khi mà mình đọc cái cuốn sách này ấy, thì mình thấy là nó có một cái sự thân thương nhất định ấy, vì những cái này mình đã từng nghe hồi bé rồi mà. Và mình cũng rất là thích bởi vì là bác Kego đã xây dựng nên một cái cốt truyện nó bám khá là chắc vào những cái bài hát có thật này. Tuy nhiên thì cũng phải chỉ ra một cái là tuy đây là những cái bài hát ru dành cho trẻ em, hướng đến cái đối tượng là trẻ em ấy, nhưng mà cái lời bài hát nó rất là dark, nó rất là đen tối luôn. Ví dụ trong này có cái bài Jack và Jill ấy, cái gì mà hai đứa leo núi xong rồi ngã xuống núi không chết lăn quay ra ấy. Nói chung là kiểu hát cho trẻ em mà nó như kiểu bài Bắc Kim Thang ở quê mình ấy, nghe tưởng rất là vui tươi hồn nhiên nhưng mà thực ra là một câu chuyện đen tối đằng sau. Nhưng anyway, quay trở lại với cái bài ai đã giết Cock Robin này thì nó có khá là nhiều những cái interpretation, những cái giải nghĩa. Tuy nhiên thì có một cái giải nghĩa mà mình thấy nó đặc biệt đúng và hợp lý với cả cuốn sách này. Trước khi mà vào sâu cái giải nghĩa của cái bài đấy thì sẽ cần phải nhắc lại một chút về cái câu chuyện ở trong này. Chính xác hơn thì có một cái chi tiết mình muốn mọi người đặc biệt chú ý, đấy chính là cái twist cuối truyện khi mà ông chủ của nhà khách mẹ ngỗng, ông ấy đã thú nhận là hồi xưa chính ông ấy là người đã giết đứa con trai của bà chủ người Anh Quốc trong cái trận bão tuyết đấy. Thì chính xác hơn là ông ấy đã bỏ mặc cho cái đứa bé đấy nó chết. Bởi vì làm sao? Bởi vì là ông ấy quá yêu bà chủ là người mẹ của cái đứa bé đấy. Và ông ấy nghĩ là khi mà đứa bé đấy chết rồi thì cái sợi dây mà kết nối bà ấy với người chồng quá cố nó cũng biến mất luôn, và bà ấy có thể mở lòng đón nhận tình cảm của ông chủ hơn. Còn quay trở lại với ai đã giết Cock Robin thì nó có một cái giải nghĩa dựa trên cái truyền thuyết của thần thoại Celtic, là một cái thần thoại ở bên những cái vùng như là Ireland này, rồi xứ Wales này, nói chung là ở bên châu Âu ấy. Theo cái thần thoại đấy thì cái câu chuyện ai đã giết Cock Robin là để chỉ đến cái chết của thần mặt trời tên là Luke, hay còn được gọi theo tên tiếng Anh là Cock Robin, thì nghe nó khá là vần vần với Cock Robin ấy. Thì thần mặt trời Luke đã bị giết chết bởi cái con chim sẻ của thần Bran, là vị thần mùa đông. Đó, đấy là lý do tại sao mà ở đây nói là ai đã giết Cock Robin là ta chim sẻ nói, thì đấy là con chim sẻ của thần mùa đông. Nói đến đây có lẽ là các bạn cũng đã mường tượng ra được cái sự liên kết giữa ý nghĩa của cái bài đồng dao này với cả cái twist cuối ở trong chuyện này rồi. Còn nếu chưa thì ok, mình sẽ giải thích kỹ hơn đây. Đấy chính là ở trong cái bài đồng dao kia thì nhân vật là thần mặt trời đã bị giết bởi mùa đông, chết bởi mùa đông. Thì ở trong cuốn này cái đứa bé nó cũng chết ở trong cái trận bão tuyết của mùa đông, nhưng mà ở một cái tầng nghĩa nó gọi là mang tính ẩn dụ hơn, thì nó đã giết bởi chính cái sự lạnh giá, cái sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của nhân vật ông chủ nhà khách này. Ở trong này thì nó có một cái chi tiết là bà chủ nhà người Anh Quốc, bà ấy để lại một cái sợi dây chuyền, trên đó có hình con chim cổ đỏ là con Cock Robin. Thì cái sợi dây chuyền đấy chính là cái lời tố cáo của cái bà chủ người Anh Quốc đấy dành cho ông chủ bà ấy biết được cái hành vi tội ác mà ông ấy đã làm ra đối với con trai của bà ấy. Thì đây là cái lời giải thích như mình đã nói, mình thấy là nó hợp lý nhất bởi vì là nó được dựa theo cái thần thoại dân gian Celtic. Và ở trong này thì bác Kego cũng đã dùng thần thoại dân gian Celtic để mà giải nghĩa cho những cái bài hát này. Tiếp theo là đến một cái chi tiết mình nghĩ là mọi người cũng khá là ấn tượng, đấy là cái câu tự nhiên tớ cảm thấy phụ nữ thật đáng sợ ấy. Thì cái câu này là nó ám chỉ đến hai nhân vật
Cái người phụ nữ thứ nhất chính là nhân vật Kurumi, là một trong những người mà đã giết chết anh trai của nhân vật Naoko. Bởi vì là cái cô Kurumi này là cô ấy biết là trên cái sợi dây chuyền có hình con khóc Robin này là nó chứa chất độc gây phụ tử rất là độc. Nhưng mà kiểu cô ấy không sợ mà cô ấy vẫn mang theo mình, và để như kiểu sau này cần thì sẽ dùng đến ý. Nói chung là một người phụ nữ rất là thủ đoạn và ác độc. Còn cái người phụ nữ thứ hai đấy chính là bà chủ người Anh Quốc, bởi vì là bà ấy đã để lại cái sợi dây chuyền tố cáo cái hành vi tội ác của ông chủ và kèm theo cái chất độc đấy ấy. Thì mình nghĩ là bởi vì bà ấy cũng muốn là một cách nào đấy giết ông chủ, ví dụ ông ấy mở ra xong rồi không cẩn thận thì uống nhầm hay là thế nào đấy và ông ấy trúng độc sẽ chết ấy. Còn nếu mà kể cả ông ấy không chết thì bà ấy cũng bắt ông ấy là sẽ bị dằn vặt với cả cái tội lỗi đấy cả đời ấy. Thì tóm lại là phụ nữ đáng sợ ở đây là có tận hai người phụ nữ. Ngoài ra thì cũng có một cái fun fact, một cái điểm khá là thú vị, đấy là cái cây phụ tử này là một cái chất độc có thật và nó đã từng xuất hiện ở trong cuốn Harry Potter. Chính xác hơn là nó xuất hiện ở trong lớp học độc dược của thầy Snape, khi mà thầy Snape hỏi là cây mũ thầy tu và cây bả chó khác nhau như thế nào ấy, thì thực ra hai cây đấy là một và nó chính là cây phụ tử. And what is the difference between monkshood and wolfbane? As for monkshood and wolfbane, they are the same plant which also goes by the name of aconite. Đây là một cái chi tiết nó hơi kinh điển ở trong cuốn Harry Potter và mình thấy nó cũng khá là thú vị, cho nên mình bỏ vào đây để just so you know, để các bạn biết thôi. Thì nói chung là để tìm ra được ý nghĩa của cái bài Adet Jack Robin ấy, thì mình cũng đã phải bới tung cái internet lên và cuối cùng thì mình cũng đã tìm được một cái cuốn sách có tên là Ringer Ringer Roses. Cái gì đấy, mình sẽ để bìa cái cuốn sách ở đây. Nhưng mà nói chung là nó là một cái quyển sách, trong đó thì tác giả đã nói về nguồn gốc và giải nghĩa khoảng 100 những cái bài hát du cổ, và trong đó thì có cái bài Ai đã giết Cock Robin. Và sau khi mà mình tham khảo cái cuốn sách đấy thì mình cũng đã có thể thiết lập được cái mối quan hệ giữa cái ý nghĩa của cuốn sách đấy với cả cái nội dung của cái cuốn vụ án mạng ở nhà khách núi Hakuba này. Và mình hy vọng là nó cũng đã phần nào giải đáp được những cái thắc mắc của các bạn về cái câu hỏi xuất hiện hai lần ở trong cuốn sách này. Đương nhiên một lần nữa là mình cũng không thể khẳng định đấy là 100% ý đồ của bác Keigo, nhưng mà có một cái mình khá chắc chắn, đấy là với những cái sáng tác ở cái giai đoạn này, không, đúng hơn là với những cái tác phẩm như là cuốn này hoặc là cái cuốn Trái tim của Brutus, thì bác Keigo đã để lại những cái gọi là những cái reference liên quan đến văn học thời xa xưa để cho người đọc có thể giải đố ấy. Đấy, và mình khá là enjoy, mình khá là tận hưởng cái việc tìm hiểu để mà giải đáp ý nghĩa của những cái câu đố này. Video của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Và nếu như mà các bạn thấy nó bổ ích, thấy nó hay thì có thể tặng mình một cái like hoặc là comment và chia sẻ nó với bạn bè để cái kênh của mình có thể được nhiều người biết đến hơn ha. Thế ha, bye and take care.